Trận, sĩ tử Công Trận của ấp 1 xã Tân Hào đến để mua cho bé Tâm cái tivi. Thì Mộc mà mình được sự giúp đỡ của một anh trai ở bên Mỹ, ở tiểu bang Texas, sẽ hỗ trợ cho bé Tâm là cái tivi và những đồ vật dụng cá nhân. Xíu nữa mình sẽ lên vô mà mình cứ cố ra đi mua rồi. Bây giờ mình sẽ mời cái nhà vô lựa cái tivi cho bé Tâm nha. Chào chị. Bảo hành 3 năm. Giờ đâu chị cho em coi cái mẫu máy. Cái nào cũng giống như nhau, cái nào cũng bắt phường được không? Được luôn. Chị cho cái bát bắt lên. Dạ. Bởi vì nhà là bé nó có cái đầu đĩa rồi. Bây giờ là chị bắt cho em vô con đầu đĩa luôn á, mua đem gì? Dây kết nối. À, nó có đồ đĩa cũ của nó, rồi cái hệ mặt tổng mặt đất á. Rồi bây giờ là chị bán cho em cái gì, cái kệ, hai cái cắt kê á, để đồ đĩa bên cái gì đó, rồi xong rồi cái mặt khác cắt có rồi vậy được. Bây giờ là mình chỉ xin em, chị cho em tặng em hai cái bát đi, để này bắn vô tường cho em được không? Bây giờ là chị có người giao chưa? Dạ, bây giờ là 12:20 rồi. Giờ quý cho chị số điện thoại đi. Hello chị. Còn đầu đây Tú, đây tú cầm này Tú. À, giờ mình phải nhờ Tú xách hộ xe đó, nước để xe đi. À, đây Tú là người xách hộ đồ vô cho mình. Còn cái tivi thì để sao, chút xíu nữa mình cho bé Tâm hết hồn. Bây giờ là giờ qua cầu luôn nè, nước đang lớn đó nha. Tôi bỏ dép cả nhà ơi, qua cây cầu khỉ đông đưa. Tôi rất là giỏi luôn cả nhà ơi. Qua đây nhận rồi chị. Dạ, em được một anh trai là ở bên Mỹ á. Dạ. Có coi cái clip á. Dạ. Thì có thấy bé Tâm. Thì kêu gửi cho bé Tâm thuốc đi, có thể dùng thuốc này phải không? Dạ. Này phải không? Dạ đúng rồi. Hả? Nhiễu không? Ờ nhiễu. Ta nhiễu. Giờ thấy này đóng bánh đồ nhiễu. Dạ nhiễu cho chị. Dạ nhiễu. Dạ, đây nè. Dạ. Cho bé hộp để bé xài. Dạ dạ. Và tắm, sữa tắm tay bôi á. Dạ dạ. Để cho bé này kia mình có thể làm trị hết không chị, hay nó bị gì phỏng? Dạ bị vậy tốt hoài à. Đi trị cũng không hết luôn. Dạ. Nó có nổ được hoài không? Sao tổng? À. Ủa hả? Cái gì? Ủa hả? Ở nhà. Rồi tặng cho cái chiếu nằm ngủ nè. À. Rồi cái mền bao bộ đắp nè. Và bộ gối. Cái bộ gối. Bộ gối này là bộ gối kim cương. Cười. Cái mồm. Dạ dạ dạ. Cái giường con bị hư nè. Dạ. Đẹp phải không? Dạ dạ đúng không con? Dạ. Dạ đúng. Cái giường con hư phải không? Dạ dạ đúng. Đúng nè. Bây giờ tặng nó ở bên Mỹ gửi thì con này nè, giường này được không?
chịu không? Chịu không? Em muốn cả nè. Một hồi còn muốn bất ngờ cho. Rồi, vô à. Hôm nay báo ít với ạ, báo mới, báo kia đâu? Okay. Đâu còn với người á. Công an tội phạm với người. Đối tượng. Đối tượng đấy hả? Sao biết vậy, sao biết tội phạm với người này? Chắc nói lắm rồi. Chắc không nói. Ông là ai thấy chồng nữa. Tao đã mua. Hả? Tao đã mua. Còn bãi mua á. Còn bãi mua. Dạ. Ông Linh Trâm. Ông Linh Trâm nó bắt. Ông Linh Trâm. Dạ. Sao biết? Sao biết ông Trâm? Biết ông Linh Trâm à? Tổng thống. Tổng thống á. Đâu ông Trâm là ông nào vậy đó quý ơi? Cậu này. Cái hình trong tin tin hình quảng cáo. Trong hình quảng cáo á. Nè, lấy boy ra đo tin hình quảng cáo. Đúng rồi. Thơm tôi nhìn á. Ừ. Con thích không? Con thích cái đó không? Thích này không? Thích từng nhìn tí đó đi kiện à. Rồi biết cái tình hình rồi, quảng cáo tình hình rồi. Giờ con muốn coi tình hình hay gì? Tao biết từ ngày tao tình hình tá biết con nè. Ờ. Thế gì vậy? Gì vậy? Dạ, đẹp quá. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Coi coi ai chạy xe hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Chạy xe. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Còn ai nữa? Thấy trả nhà. Con chó. Con gì? Con chó. Con heo. Con heo hả? Con nhìn kỹ coi. Con chó. Thấy con heo đẹp không? À, con heo. Heo đẹp không? Chó. Chó. Nuôi heo à? Đẹp hơn. Đẹp hơn. Úc đẹp hơn heo đúng không? Đi đâu á? Mẹ đi ra ngoài lấy đồ vô cho bé Tâm. Không đặt quần dài. À, quần vô dài. Vô mặc quần dài đi. Đúng rồi. Đâu? Đi lấy đồ vô cho bé Tâm. Đi lấy đồ. Ừ. Nè. Mẹ đi lấy đồ. Đi uống cà phê không? Mẹ nói vừa cãi nữa. Đi đâu? Đi đâu? Thì mai Út dẫn cho con đi nè. Đúng tài sữa không? Tôi biết. Tôi nghĩ uống thuốc. Tôi biết uống thuốc mà. Thôi giờ uống cà phê sữa đi. Độc báo quá. Độc báo rồi hả? Tại uống thuốc độc báo mà mình chơi gì? Uống thuốc độc báo không à? Không. Uống nước mưa. Uống nước mưa. Uống thuốc. Rồi xong cứu chữa không? Không. Uống sữa. Điện thoại từ sữa hồi nó mấy kìa. Tháng giờ nó không uống sữa. Không biết uống sữa luôn hả? Dạ. Giờ bây giờ cho uống được không? Điện thoại. Điện thoại nha. Đặt bẫy đi. Uống đã đặt rồi xài luôn nha. Bẫy khỏi xài luôn đó. Nơi mua. Mời mua. Mai điện thoại. Mấy chữ xài điện thoại. Biết xài điện thoại. Biết xài điện thoại. Tính năng mà. Biết bên đâu rồi, các bạn nói chấm luôn. Đâu, biết tin chút rồi. Không. Mai mua hả? Rồi, mai mua. Rồi, nương thương Út chụp hình á. Mua thấy Út chụp hình á. Mua thấy cho chụp hình hả? Đầm kiểu á. Đầm kiểu á. Kiểu gì đầm chụp hình á. Đây. Không. Rồi đầm kiểu đi. Đầm kiểu. Rồi đầm kiểu đi Út chụp hình. Kiểu ta coi. Đẹp không? Nè. Để... làm kiểu khác đi, làm kiểu khác. Làm kiểu khác. Vậy đó, hả? Ừ, vậy đó, đúng rồi. Hả? Không, chưa từ máy chụp không kịp con. Nè, từ từ. Rồi, làm lại coi. Làm lại. Nè, tay đưa lên. Làm tay lên, đây Út chụp nè. Tay. Ừ. Rồi, Út chụp lẻ. Nè. Thôi, làm lại. Làm đưa tay lên, vậy nè. Như tay Út chụp. Từ từ nha. Chưa, làm lại nè. Làm lại làm kiểu khác, kiểu nãy đưa tay lên. Ờ đúng, từ từ. Rồi. Thôi ơi. Đẹp dữ hả? Kệ. Tôi để chứ sao? Con đẹp chứ sao hả? Quá trớn rồi, tự tin uống Milo quá hết rồi Tâm ơi. Uống thịt chiên. Uống thịt chiên á. Ông lại. Ông ngoại uống thịt chiên đúng không? Không, ông lại mua. Ông bãi mua. Ông phải tưởng mua. Nuôi từ uống.
Mua cho con uống hả? Hút, ông hút á. Ông hút á. Ông hút. Quá trơn. Hút tôi ngon lại không à. Nè, tôi ngụm nè. Mặt mộng mà. Chết chà. Mới hàng đẹp mà chỉ mặt mộng. Không. Đẹp tốn. Một dùi, một dùi. Hả? Một dùi chứ không phải một mộng. Nè. Nè. Con có mụn này nữa phải không? Đúng rồi. Tôm thì tôm nhiều. Con ăn mì tôm nhiều hả? Có thèm mì tôm gì chị? Dạ, tao lâu cho ăn không cho nhiều. Nóng. Dạ. Nhiều đỏ. Mì gấu đỏ hả? Cho thùng nước hết. Cho thùng mì tôm. Cho thùng nước cho thùng mì tôm hết rồi. Dạ. Anh đúng rồi đem đây nè. Hả? Dạ không. Không, đi ra sau đi anh. Rồi. Đâu gì á? Mua cho con cái này. Mà giờ nè, Út Quý được. Cho Út Quý cái tivi này. Rồi được. Út Quý dẫn đi chợ mua tivi mới đi không? Được. Rồi đi được. Đi cho mình đi. Không. Sao hả? Được. Sao không đi? Mẹ ẩm đi. Mẹ ẩm đi. Đúng rồi. Thôi vậy Út Quý bảo. Không. Sao? Gớm rồi nè. Hả? Út gớm rồi sao không được? Hả? Út Quý vậy? Ốm gòm sao? Ốm cái phần mình con nghĩ sao Út Quý mở? Không, lớn rồi. Lớn rồi sao ẩm con được? Sao mẹ con ẩm được? Sao mẹ con ẩm con được? Dạ được, toàn ướt toàn lớn thì sao ẩm được? Út Quý còn lớn thì sao ẩm được? Là ông vô mà đến vô là đại tu tiên về chưa? Không biết không nữa. Có thông dịch viên là dịch không như được. Như đám giỗ ở nhà ông ngoại cô Tin về chưa? Không con biết. Vô chơi. À, vô ngoại chơi hả? Đúng. Chừng nào đi? Chừng nào năm giỗ thì con vô. Ờ. Vô chơi. Ừ. Vô túng tiếng túng á. Ừ. À đẹp dữ rồi ta. Con. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp hơn Dũng. Đẹp hơn Dũng đúng rồi. Tâm là đẹp mà. Đúng không? Nền gắt trời. Mền gắt trời hả? Con có mền mới rồi nè. Con có mền mới dầu. Ừ. Con có mền mới. Có mền mà có chiếu mà có. Nè. Tại nương. Ồn quá. Tối ngủ dặn quá gắt hết rồi. Không. Mưa. Mưa. Mưa dặn. Bây giờ là con có mền này rồi. Ấm nha. Nó đạo quá. Có cái áo hả? Đạo đùng. Có cái áo thôi. Không. Đạo quá. Bảo. Bơ bảo. Ôi. Thông dịch không tới. Út Quý thông dịch không tới con. Bây giờ là có cái mền này rồi. Lũ lụt á. Lũ lụt hả? Ở đây chưa có con. Đừng có nhắc tới đó. Không, trong ở đó. Ở trong truyền hình có, trong ngoại có. Điện thoại. Ở trong điện thoại rồi, biết rồi. Lũ lụt chết luôn. Lũ lụt chết luôn á. Rồi, ten ten ten. Kìa. Thấy rồi. Cái đó là cái gì? Thấy rồi, cái đó là cái gì? Gì với tao? Mẹ gì? Mẹ là cái gì? Rồi sao giật mình? Không thấy rồi nữa. Cái này là cái gì? Tính lên. Đâu? Nó bị giật á anh. Dạ. Cái gì vậy? Bé bị... Đó là cái gì? Nó là gì? Cái này cái gì? Cái này là nặng lắm. Để cái đó lên mới được nặng lắm nha. Nặng. Cái thân á. Điện hình á. Phải điện hình không? Đúng rồi. Đây nhiều. Hả? Nhiều inch. Bao nhiêu inch hả? Bao nhiêu ạ? Bằng cái phẩm của con coi á. 40 inch. Tin này tí gì vậy? Hả? Sao nặng ạ? Hả? Sao nặng đó? Sao nặng? Rồi. Cái này là cái khung. Cái khung để treo cái tivi bên đó kìa. Con. Cái tivi bên đó kìa. Hát Nguyễn Kha hả? Ờ, hát Nguyễn Kha. Kéo bẻ Quý điện thoại. Khác. Đây cũng hát tên gì không? Bằng gì? Anh chọn đời yêu em. Chọn đời yêu em. Chú gắp tivi. Đây bây giờ là chuẩn bị khui cái tivi. Sao vậy? Này ông Quý nè. Chú gì vậy? Chú hỏi tên gì á, chú tên gì mới được. Trời ơi hỏi cái gì vậy ta? Hỏi đi nhớ tên hả? Nhớ tên hả, nhớ không? Muốn tên hỏi tên cho biết vậy. Mà chú gáp tivi. Kêu bằng chú tivi đi. Thôi à. Sao vậy? Kêu vậy cũng được mà. Không thích. Đây, cha. Nè, tivi nè. Nè, coi mặt nó không? Thấy rồi. Thấy rồi, chịu không? Thích đó hả? Thích Nguyễn Kha. Hát Nguyễn Kha hả? Để
đây đây Hạ Tâm cho cảm ơn hả. Đây qua bự à rút điện bự à ba có Nguyễn Kha thôi nha. Không thì có điện Nguyễn Kha chưa? Điện Nguyễn Kha chưa? Chưa chết. Wow, rồi TV mình đã gắn lên. Trời, có nhà tôi Nguyễn Kha vậy. Từ cây dòng cổ ha. Nè tôi mê. Con mê dòng cổ hả? Trời ơi, tụi mình đẹp kìa, màu đẹp phải không? Đẹp không? Có phim hả? Chút tới hết rồi, xong rồi tới phim liền. Xin chào cả nhà, nãy giờ mình cũng đã đến với gia đình của chị Hai. Thì ở đây gọi là chị là chị Diễm. Chị tên là họ họ gì luôn chị? Hồ Thị Hai. Nhưng mà ở đây gọi là chị Diễm. Dạ. Chị tên là Hồ Thị Hai nhưng mà ở xóm thì gọi là chị Diễm. Chị ở ấp 14, xã Tân Hào, Dục Trơm, Bến Tre. Thì có đứa con là tên là bé Tâm. Thì ham mê cái tình hình quá. Thì một anh trai ở bên Mỹ, ở tiểu bang Texas, có hỗ trợ cho chị Tâm là cái tivi và mùng đồ dưỡng vật dụng cho bé Tâm. Thì cái tivi này là trị giá của mình là mua là 6 triệu. Thì cái biên lai này là nó chị nhận cái biên lai này để nữa có gì chị điện thoại cho con Trần á. Yeah. Chị không biết thì chị điện cho nhân viên nó sẽ vô kiếm chị. Yeah. Thì em mua đồ xong hết luôn là tổng cộng là 7 triệu rưỡi. Yeah. 85 ngàn. Yeah. Thì bây giờ là em còn dư lại 2 triệu mấy, thì bây giờ em đợi nó cho 2 triệu rưỡi. Thì số tiền này em thay mặt của anh trai ở bên Mỹ sẽ gửi đến cho chị là 2 triệu rưỡi, đó tổng cộng là tivi cái này hết luôn là 10 triệu. Yeah. Rồi em thay mặt của chương trình của Mạnh Quân trong ngoài nước em sẽ gửi đến chị. Dạ, cảm ơn Mạnh Quân trong nước ngoài nước, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Yeah. Rồi mình sẽ hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye. Bye bye.